chào anh chị, xin giới thiệu anh chị máy chọc phao cắm vòng quay dạng khía. Máy này dùng để tẩm ướp gia vị thực phẩm, có trang bị cái bộ thổi gió nhiệt nè, để quá trình mình tẩm ướp á, mình thổi vô cái lòng á để sấy ráo sản phẩm. Thường thường này dùng để chọn mặt điều, xe chi, mứt. Đây về chi tiết máy nha. Đây là cái lòng quay. Cái bộ điều khiển máy này gồm cái chế độ điều khiển lòng quay. Thì cần quay ở chiều nào đó mình cứ bật thôi, quay chiều thuận. Mình chỉ muốn quay chiều ngược lại mình sẽ bật nó lên đây lại. Thì cái lòng quay ngược lại. Điều chỉnh nhanh chậm thì có cái biến trở đây. Đây biến trở này gọi là chỉnh vô cấp. Mình muốn tốc độ bao nhiêu á, mình cứ dặn cái nút trên đó thôi là cái lòng nó quay. Còn ở đây là cái chế độ tạo cái gió nhiệt. Cái bộ gió nhiệt là đây, nó thổi vô trong cái lòng thì mình sẽ bật cái quạt đây, thì cái quạt tạo cái gió, chứ bật quạt là cái gió thổi trong cái lòng. Cái cơ cấu này mình cứ mình bẻ vô được thoải mái nha. Mình để điều chỉnh theo ý của mình á, muốn thổi ở đâu á mình cứ bẻ cái lòng cái còi này gì đó thôi. Còn mình muốn có nhiệt độ nha, mình bật cái chế độ nhiệt lên, mình chỉnh nhiệt độ. Giờ mình cần cái nhiệt độ mình sấy ở nhiệt độ cần 60 ha, 60 em chỉnh về 60. Đây là mình set nhiệt độ 60 ha, thì cái màu đỏ nè sẽ tăng lên 60, nó duy trì nhiệt độ 60. Thì trong cái lòng này lúc này nó sẽ có nhiệt độ 60. Sau khi trộn xong thì mình tắt máy đi, tắt chế độ quạt này đi. Mình tắt lò đồ liệu, đầu lòng quay đổ sản phẩm ra. Lấy sản phẩm ra đầu tiên mình sẽ lấy cái cơ cấu này ra ha. Cái bật chế độ đổ liệu, đặt cái lòng xuống. Thì cái lòng nó lật thấp xuống. Khi đổ liệu thì mình có thể nhá nhá cái lòng này nè, cho nó chút sản phẩm mình ra hết được. Sau khi đổ liệu xong mình lật cái lòng ướp xuống đổ liệu. Cho lòng đây ha, xoay.